Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn đang xem trên màn hình đây ạ, là hôm nay có một đôi vợ chồng người dân tộc từ trên Sơn La xuống xem chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu 2011 của chúng tôi, quý vị các bạn nhé. Đấy, thì chiếc xe này là hai vợ chồng đến từ rất là sớm và xem xe cũng đã nhờ thợ check kiểm tra đầy đủ về chiếc xe này rồi, quý vị các bạn ạ. Đấy, vì là hai vợ chồng cũng chưa mua xe bao giờ, đây là mua xe lần đầu cho nên là cũng đã nhờ thợ check xe và xong cũng đã làm việc giá cả rồi, quý vị và các bạn ạ. Đấy, và đây là tôi gọi thợ đến để cả số khung số máy để làm hồ sơ cho chiếc xe Toyota Fortuner 2011 này các bạn nhé. Đang cả số khung số máy đấy ạ. Đấy, đây là thợ cả số khung số máy này. Chiếc xe này là của hai vợ chồng người dân tộc trên Sơn La. Đấy, và bây giờ thì các bạn đấy đã bắt đầu vào chuyển khoản rồi các bạn ạ. Đấy là chuyển khoản thanh toán tiền cho tôi. Đấy, đang chuyển khoản thanh toán tiền rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì cũng thủ tục cũng đã xong. Hai vợ chồng cùng những anh em đến để check xe, cùng lên chiếc xe để đưa chiếc xe về nhà các bạn ạ. Đấy, hành trình bắt đầu từ Hà Nội để về Sơn La đấy ạ. Đấy, thì chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã giao dịch xong rồi quý vị các bạn nhé. Cảm ơn đôi vợ chồng trẻ đến từ Sơn La đã tin tưởng và ủng hộ anh em chúng tôi, ô tô 360 ạ. Cảm ơn đôi vợ chồng trẻ rất là nhiều. Chúc các bạn thượng lộ bình an và làm ăn gặp nhiều may mắn ạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.